đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Chồng Ốc Thanh Vân tố mẹ ruột Mai Phương tra tấn bé La Vi, không cho ăn, bắt ngồi cầu nguyện cả ngày. Chồng MC Ốc Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về mẹ ruột của cố diễn viên Mai Phương. Những ngày qua, từ chủ đề Mai Phương bị mẹ ruột tra tấn tinh thần và con gái Mai Phương được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn xã hội, đặc biệt sau khi đoạn clip mẹ ruột Mai Phương chửi bới xúc phạm cố diễn viên những ngày cuối đời được chia sẻ. Nhiều người cho rằng bà đang có biểu hiện bất ổn về tâm lý hoặc theo môn phái tà đạo nào đó. Dù người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng, nhưng không ít nghệ sĩ như Viu Anh, Quốc Thuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã bày tỏ sự lo lắng, hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để con gái Mai Phương tìm được người giám hộ và cuộc sống mới tốt hơn. Như ngọn đuốc thả vào đám cháy lớn, mới đây cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao với dòng bình luận của ông xã Thanh Vân kèm nội dung: bà bắt bé cầu nguyện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không cho ăn chỉ uống hai hộp sữa, không cho bé tắm và gội đầu nhiều ngày. Dù không nói rõ cụ thể, nhưng theo tình hình hiện tại, nhiều người suy đoán đây là những việc làm mẹ ruột Mai Phương đối xử với cháu ngoại của mình. Lễ hỏa táng của cố diễn viên mẹ ruột Mai Phương tỏ ra thất thần. Khoảnh khắc bé La Vi, con gái Mai Phương nhìn mẹ lần cuối khiến ai nấy không khỏi xót xa. Ốc Thanh Vân không chỉ đồng hành cùng bạn thân trong những ngày chiến đấu, phát bệnh, mà cô còn đứng ra kêu gọi tìm học bổng đến năm 18 tuổi cho con gái Mai Phương. Hình ảnh Mai Phương bị mẹ ruột chửi bới, tự ý phá bỏ, phát đồ điều trị của bác sĩ đem về nhà chữa ung thư bằng kinh thánh khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Gục ngã trên chiếc xe lăn, nhưng mẹ ruột cô vẫn đứng sát bên để bật kinh thánh nhằm tiêu diệt tế bào ung thư. Phương không thuận với mẹ nên từ nhỏ đã không ở với gia đình mà thường xuyên thay đổi nhà vì không ở được với ông bà. Người ngoài gọi là khắc khẩu, thậm chí khi biết có bầu La Vi bà còn bắt nó uống thuốc chuột vì sợ thiên hạ dị nghị. Thời gian bệnh bà còn mang cháu hư để tủ lạnh cả tuần, ăn xong phải cấp cứu. Đến lúc vào viện, lúc phát hiện bệnh thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn giặt giũ đưa đón con đi học, đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo. Còn nhớ giúp việc, nhờ bà mua một tô phở thì bà còn ngửa tay ra xin tiền 200k từ giúp việc. Bạn thân lên tiếng về mối quan hệ của Mai Phương và gia đình. Về phía luật sư có tư vấn, nếu mất thì người thân duy nhất là ông bà sẽ nuôi cháu. Tuy nhiên luật sư cũng khẳng định thêm là ba của La Vi nếu về thì hoàn toàn có khả năng giành quyền nuôi con. Nhưng Huy còn kẹt giấy tờ bên Mỹ. Lúc Tết có thông tin đang lo giấy về thì bị dính dịch corona nên các chuyến bay đều hủy không về được. Phương hoàn toàn không có di nguyện để lại con cho ông bà nuôi như lời báo chí đăng tải và cũng không thể hiện điều đó trên di chúc. Điều này phải check lại phía luật sư, xem bản di chúc cuối cùng giữa anh và Mai Phương và bạn bè, người giúp việc gần như không ai được thấy, người này chia sẻ thêm. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi hé lộ trước khi mất Mai Phương đã ủy quyền nuôi con gái cho ông bà ngoại. Trước khi mất, cố diễn viên Mai Phương đã ủy quyền nuôi con gái cho bố mẹ của mình. Sáng 31 tháng 3, toàn thể gia quyến bạn bè đã tiến hành lễ đưa tang cho cố diễn viên Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của Mai Phương là một phần mất mát rất lớn với gia đình, bởi cô được biết đến như một người sống rất tình cảm và được nhiều người yêu mến. Xót xa hơn cả chính là hình ảnh cô bé La Vi, con gái của nữ diễn viên, mới 7 tuổi đã phải xa mãi mãi. Trong suốt những năm qua, Mai Phương một mình nuôi con nhỏ, bé La Vi cũng là nỗi trăn trở lớn nhất của Mai Phương trước khi mất. Câu hỏi được đặt ra, ai sẽ là người chăm sóc nuôi dưỡng bé La Vi khi Mai Phương qua đời? Cha ruột Phùng Ngọc Huy lại đang định cư ở xa. Chia sẻ câu chuyện này với chúng tôi, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay, trước khi mất, Mai Phương đã ủy quyền nuôi con gái trong bà ngoại. Còn anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cũng đang chờ luật sư để lập quỹ ủng hộ cho bé đến năm 18 tuổi, bé sẽ sử dụng. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là người luôn hỗ trợ và sát cánh bên Mai Phương từ những ngày mới nhập viện. Lời cuối nghệ sĩ Trịnh Kim Chi viết cho Mai Phương được đăng tải lên trang cá nhân khiến bao người xúc động. Đêm nay là đêm cuối của Phương, mà em về với Chúa, về nơi xa thật xa, ở đó không còn buồn khổ và những cơn đau vật vã. Chỉ thương con thơ, em yên tâm nhé, mọi người sẽ quan tâm và bảo vệ cho La Vi. Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp và khán giả thương nhớ em, mọi người cầu nguyện những điều tốt lành cho em. Trước đó được hỏi về việc chăm sóc La Vi sau khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân cũng cho biết chuyện này không đơn giản như mang về một món đồ, một con búp bê mà là một con người. Trước đó cũng nhiều người ngỏ ý với Phương chuyện nhận nuôi La Vi nhưng Phương không muốn.
Mình nghĩ Phương sợ, ví dụ vào nhà mình tuy có điều kiện nhưng mình vẫn còn vài đứa con nhỏ. Con Phương có thể không được lo như con mình, trên hết mình tôn trọng quyết định của Phương, hiện tại gia đình vẫn chăm lo cho bé rất tốt. Mình thương, mình giúp, chứ không thể can thiệp vào những cái việc của gia đình được. Nếu như có cái gì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ, bởi đây là việc của mình từ lâu rồi. Tuy nhiên, nó cũng sẽ ở một mức nào đó thôi, chứ nếu ở được với gia đình ông bà thì tốt hơn. Còn nếu không thì phải có cách sao cho hợp lý. Úc Thanh Vân chia sẻ về việc chăm sóc La Vi sau khi Mai Phương qua đời. Hình ảnh con gái cố diễn viên Mai Phương bên linh của mẹ khiến nhiều người trong nhà tang lễ rơi nước mắt. Con gái chính là động lực lớn nhất trong suốt quá trình chống chọi ung thư của nữ diễn viên. Phi Oanh tố mẹ ruột Mai Phương muốn quản lý hết tài sản, cố diễn viên muốn đưa con vào chùa. Phi Oanh chia sẻ tâm nguyện của cố diễn viên Mai Phương là muốn đưa con vào chùa để bé La Vi ít bị quấy rầy. Rạng sáng 31 tháng 3, mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ trước đoạn clip cố diễn viên Mai Phương bị mẹ ruột tra tấn tinh thần. Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh Mai Phương gầy gò cố gắng đưa tay van xin mẹ đừng lớn tiếng trong sự bất lực. Đến những giây phút cuối đời, Mai Phương đã bị chính mẹ ruột mình buông những lời xúc phạm đến mức nhẫn tâm. Thậm chí có người cho rằng bà đang có biểu hiện về bệnh thần kinh hoặc tham gia tổ chức tôn giáo trái pháp luật. Sau khi đoạn clip được công bố, nhiều đồng nghiệp như Minh Nhí, Nguyễn Văn Trung, Quốc Thuận vô cùng lo lắng cho tương lai của bé La Vi. Các nghệ sĩ đều bày tỏ nguyện vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để con gái Mai Phương tìm được môi trường sống tốt đẹp hơn. Chung niềm bức xúc với dư luận, mới đây giọng ca Đồng Xanh Viu Anh cũng chia sẻ quan điểm. Được ca sĩ cho biết mẹ ruột Mai Phương chửi bới lăng mạ như trên clip là điều cô từng chứng kiến. Giải thích về lý do bà ngăn cản mọi người đến chăm sóc, Phiêu Anh xót xa chia sẻ vì mẹ ruột muốn quản lý tài sản mà Phương có được. Phiêu Anh còn tiết lộ thêm mong muốn của Mai Phương là đưa con vào chùa, không dám để ai nhận nuôi vì sợ làm phiền đến mọi người. Đau đớn, xót xa, phẫn nộ, không thể kìm được nước mắt là những cảm xúc khi tôi xem clip này. Trái tim tôi mách bảo mình phải làm điều gì để góp phần ước nguyện cuối đời của Phương thành hiện thực. Đó là mong bình an cho con gái La Vi, con được sống, được phát triển trong môi trường bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, ước mơ nhỏ bé mà sao xót xa quá. Tôi biết người làm ra clip này cũng chỉ với mục đích duy nhất là mong muốn con gái La Vi được bảo vệ và số tiền quyên góp cho Phương sẽ không bị sử dụng sai mục đích. Vì sau khi sự thật được phơi bày, tất cả mọi người đều có quyên góp cho La Vi cũng sẽ công khai. Mà vì Phương là đứa con hiếu thuận, trách nhiệm và sống với lòng tự trọng nên lâu nay khi Phương còn sống, mọi người có bất bình cũng không ai dám nói. Đứng trước linh hồn vừa mới qua đời của Mai Phương, tôi khẳng định những điều mình nói là tai nghe mắt thấy. Tôi không quá thân với Mai Phương, mặc dù cùng thời với nhau và cũng gặp gỡ vài lần trong những show diễn. Nhưng tôi may mắn có cơ duyên được nghe Phương giải bày tâm sự trong một lần vợ chồng tôi đón Phương về quận 2 sau show diễn từ thiện vào khoảng tháng 11 năm 2019. Khi thấy Phương yếu ớt, Phượng cố gắng đi truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Khi được hỏi về con gái La Vi đang được ai nuôi, Phương sẽ giao cho ai, Phương bảo Phương chỉ còn cách gửi con vào chùa để con ít bị quấy rầy nhất. Ai xin nuôi Phương cũng không dám vì sợ gia đình sẽ gây rắc rối, làm phiền cuộc sống của họ. Mặc dù rất mong con có được cuộc sống tốt, nhưng Phương lo lắng nếu con ở nhà chùa lại sợ khi con lớn lên không phát triển tự nhiên được. Phương biết tình trạng của Huy rất khó để về Việt Nam lúc này. Người trong cuộc hầu như đều hiểu và tôn trọng ý kiến, không muốn gây khó khăn cho người khác của Phương. Mà mọi quyết định về tất cả mọi thứ của Phương đều bị lệ thuộc quyền của gia đình Phương. Và tôi cũng tin rằng Huy đang cố gắng cho một tương lai tốt hơn cho con. Nhưng không may mọi chuyện không được như ý nên kéo dài thời gian và không thể làm gì khác được, gần như bất lực. Có những điều không thể nói được lúc này, nhưng khi mọi việc đã ổn, thực sự chắc chắn sẽ được nói ra. Nên mọi người hãy tôn trọng người trong cuộc, cũng đừng chửi rủa để ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của họ. Cũng là cho con họ, đừng dồn người ta xuống đường cùng. Thế giới hiện nay đã quá khổ rồi mọi người. Những hình ảnh mọi người thấy trong clip là những điều mà tôi và rất nhiều người khác thấy trước đây khi vào viện thăm Phương. Việc chửi rủa gây sức ép là chuyện thường ngày. Một cái đạo gì đó mà bà theo, chẳng hiểu sao tôi nghĩ chỉ là cái cớ, nhân danh đạo, nhân danh tình mẫu tử, trừ khi bà bị tâm thần, chứ không ai là ác như vậy. Đạo là để sống tốt chứ không phải sống kiểu vô luân thường đạo lý như vậy. Ước mong cơ quan chức năng vào cuộc với những kiểu đạo sai trái, tha hóa đạo đức này. Phương quá có hiếu vì lo lắng chu toàn cho ba mẹ và rất ít kháng cự. Lý do mà bà gây khó và muốn giữ bé La Vi cũng là vì muốn quản lý hết tài sản mà Phương có được. Cho đến khi sắp chết thì bà cũng chỉ quan tâm đến miếng đất hay tiền này tiền kia. Đó cũng là lý do bà không muốn ai đến gần con bà, mặc dù Phương chỉ có cô bạn thân ngày đêm túc trực để làm điểm tựa.
Cũng may cuộc đời cho Phương có những người bạn tốt như ca sĩ Trương Bảo Như. Tôi vô cùng ngưỡng mộ, cảm phục tình bạn hiếm có này và cả chị Ốc Thanh Vân, em trợ lý tôi không biết tên, một vài anh chị em khác nữa, cảm phục lắm những việc tốt họ đã làm. Trên đời này đa số tình mẹ bao la làm tất cả vì con, nhưng cũng không thiếu những người mẹ vô lương tri vứt bỏ, lợi dụng, hành hạ, thậm chí để con phải chết dưới tay mình một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Đương nhiên họ có nhiều mục đích để độc ác như vậy, là phần lớn liên quan đến tiền, đến danh dự, thói hư tật xấu. Họ nhân danh tình mẫu tử gia đình để thoải mái làm mà không ai dám can thiệp, đó mới là điều hết sức nguy hiểm. Ngay cả viết vài dòng như tôi đây cũng đã là nguy hiểm, nhưng tôi không thể thấy nguy mà không cứu, nhất là trẻ thơ vô tội lại hoàn cảnh như cháu La Vi bây giờ. Tôi nói ra cũng không phải để mọi người chửi rủa bà, vì điều này chắc chắn Phương không muốn, chỉ là hãy giúp bé La Vi được nuôi dưỡng và sống trong một môi trường đàng hoàng, được giáo dục đúng đắn. Hãy để La Vi được sống bình an, được đi học và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Đừng để cháu sống với ông bà ngoại mất tính người. Thật nguy hiểm khi giao một đứa trẻ mồ côi cho người bảo hộ bạo lực, sống không có lương tâm và đạo lý làm người. Đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần mà lâu nay Phương phải chịu. Mong mọi người hãy góp tiếng nói của mình để lấy lại công bằng cho mẹ con Phương, để cái thiện phải thắng cái ác, để Phương được một lần yên tâm mà nhắm mắt trong cuộc đời đầy đau thương này. Con gái bé nhỏ La Vi, mọi người sẽ thương yêu và bảo vệ tương lai cho con thôi. Tôi chỉ góp một tiếng nói sự thật, còn lại mọi việc xử lý như thế nào tôi tin bạn Trương Bảo Như và chị Phạm Thị Thanh Vân sẽ hiểu nhất và biết cần làm gì tốt nhất cho cháu La Vi. Và tôi cũng luôn sẵn sàng góp thêm chút sức nhỏ của mình. Nguyên chia sẻ của Viu Anh.